cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con đón chào ngày mới với niềm vui và tâm tình biết ơn. Con sẵn sàng công việc của mình cho nước trời. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Những cử chỉ của con cho biết những gì con nuôi dưỡng trái tim mình. Con có dành chỗ cho Chúa trong cuộc sống của con không? Những từ ngữ và hành động của con biểu lộ sự dồi dào hay khô cằn trong lối sống của con? Con xin dành chỗ cho Chúa ngự đến và dâng lên Ngài ngày sống này, để người trẻ cũng dâng lên Chúa một phần trong cuộc sống của họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con nghỉ ngơi để gặp gỡ Chúa trong ngày hôm nay. Vì chỉ Ngài là nguồn gốc và là đầu máy của một cuộc sống trọn vẹn. Bạn sẽ không biết được sự sung mãn đích thực của tuổi trẻ nếu bạn không tìm thấy một người bạn tuyệt vời mỗi ngày, nếu bạn không sống trong tình bạn với Chúa Giêsu. Chúa chiếm vị trí nào trong những quyết định, giải trí, thị hiếu của con? Con quay lại công việc của mình, thay đổi để được Thánh Thần Chúa hướng dẫn con. Con làm mới lại lời cầu nguyện cho những người trẻ như ý chỉ của tháng này. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Con nhìn lại ngày sống. Con biết ơn vì những khoảnh khắc cho con sự an bình và niềm vui. Con ghi nhớ và tận hưởng chúng lần nữa. Con cầu xin Chúa chỉ con những thách thức mà con đang phải đối mặt hôm nay. Con đã đáp lại chúng thế nào? Con có hành động cách tự do, yêu thương, hy vọng và tin tưởng vào điều con đang sống không? Hay con đã cảm thấy bồn chồn? Con học hỏi từ những gì con trải qua hôm nay. Lạy Chúa, nguyện xin Ngài ban ơn mà con sẽ cần để hành động với sự tự do trong tâm hồn vào ngày mai. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.